Gắn được. Gắn mấy cái bẫy gấp cam lên cửa được á, cửa sổ được á. Các bạn nào cầm đốc cho một quả này đi coi. Có lựu đạn không? Cầm đốc gì? Mày đang cầm đốc mà. Đốc tao làm gì có lựu đạn không nội? Ý hồi nãy mày nói đứa nào cầm đốc cho một quả. Quả gì? Hồi nãy mày nói đứa nào cầm đốc cho một quả. Nghe sao vậy Hiếu? Tao kêu lần nào cầm rút cho một quả. Hiếu bị lạc tay rồi cơ lừ. Bắn cái đầu vậy? Không anh bắn hết nguyên tạo nguyên đường. Ôi à lẹ quải cho luôn. Nó ở đâu vậy? Trên nóc. Ai đục dụng cái cửa này đục để đó rồi. Ấy trời ơi, tao mở sợ bắn dính mày với beo gọi lộn envy đụng. Nó giờ tao chạy ra nè. Má đang sợ bắn dính envy đâu dám bắn liên tục. Dính hả trời. Bèo tụi nó trên đó hết rồi bèo, lên đi bèo. Khỏi đi vòng vòng kiếm nữa. Có cái lỗ coi chừng. Đó vô luôn, vô bắn luôn. Để đó. Ừ. Má ass chết sắp mặt lần. Coi chừng trên lầu nha bèo. Mày dò trên lầu coi tụi nó đi trên lầu không? Nóc nhà. Đục má hai thùng. Nóc nhà đúng không? Nóc nhà á beo, nhìn mày nhìn nóc nhà thử coi beo. Coi kill game đi, Tiếng đi trên nóc nhà kìa. Đó, boss cái. Đang đu dây xuống, bắn luôn đi. Có UAV gì? Không được. Không biết nữa. Grab. Rồi đi lên lại rồi. Nó nóc nhà lại. Qua anh kia đu dây xuống. Anh kia đu dây đó Không đại luôn đi bang. Rồi xong. Rất là. Quá hay. Mát cái nòng ngắm nó không có lên được cao hơn được tí nào hết. Cái lúc đó mình giống như bị giới hạn hay sao á, lên không được các anh phải đùa nó chạy ra xuống khác bắn được. 75 cáp là có $56 à. Nói vui thôi chứ mình đang Việt Nam sao coi được ba. Ừ. Không, tao nghĩ có nhiều thằng nó mua xong rồi nó không xài mày, nó bán cái có nó lại mày. Vé $100 viết 3 ngày $100 sẽ có chỗ ngồi viết. Và 606 điểm trong vòng 3 ngày. Chắc gặp Maxi Chain sẽ được gặp mấy hàng nổi tiếng vô trước trong vòng 30 phút. Và sẽ là khách vinh dự đặc biệt nói chuyện với chập lập trình viên trong vòng 30 phút. Và được tặng đó, chắc gặp Maxi Chain các kiểu đồ. Và sẽ được gặp Kickstarter Bloodbath. Có Kickstarter, có Bloodbath rồi có tùm lum lá mà. Nhiều, chắc cũng có Serenity. Boss, Serenity chắc cũng phải có mặt thôi. Vấn đề là bên team của thằng Serenity có mỗi mình thằng Serenity đến hay. NV còn cái này BK này. Hết rồi, BK rồi. Còn hết rồi. Lẹ gì ba. Rồi tụi bắn rồi. Còn. Đang tính chạy ra biết mà ông cứ ngồi tôi không biết được quá. Không biết tao mà trên lầu nếu ơi. Tao chứa lên lầu. đường ngay chỗ bathroom nè. Nó không thể bắn cam bên này, nó đâu vô hướng này đâu, nó đi hướng quần Hiếu. Ngoài hướng của Hiếu á. Trên nó có cam của Bagray sao? Của gì? Nó vô hướng tàu, nó vô hướng tàu, nó vô hướng tàu. Sao mà Bagray được bên mình mà, Bagray được bên mình mà. Quên. Drone là gì vậy? Vô nữa. Còn Ash nữa. Tôi tưởng nó vô rồi. Này Ash nó cũng đứng này. Đó, Ash cũng đứng này. Chết Ash. À chết rồi, Ash. Ừ. Tao nghĩ nó đi cầu thang xuống đó mày. Để dưới cầu thang á. Cô đang xài rôn, không biết nó ở đâu. Thấy rồi. Trên lầu hả? Trên, chỗ tôi chế nó phiêu á. Sao tôi nghe tiếng bước chân Ash? Không, Ash chết rồi, Nó có mình phiêu trên lầu à? Nó còn hai mà. Trong phòng quá luôn, Hai thằng nó đi chung, á. Tôi nghĩ nó ở ngoài nghĩa rồi. Ở ngoài thấy đâu rồi, chạy vòng ra bắn rồi. Này. Nó quên là khúc này còn ở chỗ này nữa sao? Điếp cũng bỏ đâu vậy Hiếu, bạn điếp Hiếu. Gắn cho hết đi Hiếu. Nó đừng biết nữa không, nó canh ra ngoài đừng biết nữa. Trời tôi đã bắt kêu đừng biết nữa, bỏ đi. Nó cầm glass mà ngon còn biết làm cái gì. Xa nơi anh là bao tố. Như tụi này không có thể chơi đâu, gắn hết đi Hiếu. Đi, ông còn ngại cái gì nữa, tôi bảo ông cắn đi. Còn nữa nè Hiếu. Đặt tàu 3 không được không? Không, mới đặt có 2 cái, mà trong khi 3 cái tường không Hiếu. Tìm thu vào rồi. Fuse. Cái phòng ở đây, First go first fuse in this room. À, chết nhảm quá. Con bé này mặt bẫy luôn rồi. Má phiêu. Đâu rồi đâu. Trong nhà, hash. Nhiều giống ăn nhiều máu Hiếu. 75 nè. Thôi mày canh chạy qua cái canh cái đường vô của đúng qua kia đi, canh cái nhà vệ sinh đó. Canh. À thì của capital thôi ba. Với canh cái đường vô nha. Cái chuyện vô. Biết rồi, tao thành. Để hết thời gian đi. Chứ đồ ăn này hơi căng. Má binh nhìn chán hay luôn trời. One on the hash, one on the hash. Master. Op 4 is securing the biohazard. Secure the container. One friendly operator. Hai đứa nhảy xuống luôn. Á, xong sai. Nice, nice. Hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Đồ Ash mà nó còn yên là nó sống rồi. Thiệt nó mà Huyền là nó thắng rồi. Một bên anh hết đạn quá. Đây đây, đây đúng không? Đâu chỗ nào chỗ này đúng không? Tao đi đây. Nó bự ra hả? Đủ. Đọc phất. Ok, nói khỏi. Ok. Ê, nói chung là em đừng có tin thằng này nha. Nếu mà lỡ mà nó bắn anh á, em mọi người cầm súng một hàng một người ở lại mà em bắn nó nha, anh ra đánh solo đi. Where are you? Where are you? Lộn, nó lộn nghe đâu. Hoặc ai? Beo beo đứng lại canh đi em. You have entered an enemy controlled area. Leave now. You have been spotted by hostiles. Fall back. Nó đâu nhỉ? Nè đừng bắn nó. Cần ai? Này. Phải này. Chỗ này lầu rồi. Nghiệp nghĩa quá. Má anh bị lắc luôn. Đâu rồi, nghĩ chết đâu rồi. Nghĩa đủ bắn nghĩa nay nó chết mẹ rồi ba. Rồi nó đâu? Nó còn khó hơn đột kích nữa. Hay chỗ bandit nè. Đúng nhây luôn. Đáng nhây nó ra hết thời gian mình cũng thắng rồi ba. Đấy là bon cũng thắng rồi. Đừng ra hết ba, đừng ra hết ba, đừng ra hết ba. Một đứa lại đi, một đứa lại đi. Nó mà bắn cái chết hết 15 thua sàm á. Đời mẹ, anh không muốn thua sàm đâu. Mấy này nó anh nghi lắm hay dở chứng lắm. Bỏ đi. Đồ ha, cái này là dân đột kích chính hiệu luôn nè. Đây nhìn đây nhìn đây. Còn một tí xíu vậy ba. Đi nhìn thôi chứ đâu để vô. Ví dụ nó chạy vào phòng kia là nó sẽ chết rồi. Xong cười luôn á. Ơi mình di gờ với từng trên nha. Cho anh spot đó, nghe cho anh spot đó. Má nãy mà anh bắn em chuẩn hơn tới là một phát ra đầu kia rồi. Nó chạy lẹ quá luôn. Ồ từ dưới nó lên sao đó. Bandit ở trong cái phòng, còn ở dưới phòng giặt đó. Phòng tầng trệt luôn nha Hiếu, tầng trệt có thằng á, Bandit. Ở dưới Hiếu á Hiếu. Hiếu, đó. Rút ở trong phòng nữa. Cho tôi tìm nó nha. Rút ở sau cái siêu á. Kia chạy rồi. Đừng chết nha Hiếu. Còn hai thằng nè. Nè, một thằng ngay siêu nè. Thì rút ngay siêu á. Không biết đâu rồi. Tụi nó đặt điện hết nha. Nó chạy nó chạy qua đây rồi. Bandit ở trong luôn. Nó có gì không có hết chưa? Có cam không? Và nó bắn trong sai. Yeah. Này. Nó bắn trúng cái siêu tao bà. Nghe yeah, em còn 28 giọt thôi nghĩa. Phá rồi nhỉ. Luôn còn bên ngoài á. Rồi đây bắn sao ra. Phiêu chết rồi nha. Phiêu chết rồi. Ủa sao chết vậy em đi? Con át ngoài sai á. Nghe tiếng trên lầu. Tao đi. Trời nhảy vô rồi. Có con ở ngoài không? Có. Bớt ngay cửa chính luôn. Rồi quay gỗ chết rồi. Nó lẹ quá. Lát mẹ nó đi kìa. Trên nóc nhà bắn lẹ không? Các bạn bắn lẹ vô color. Đâu ra đâu cho từng ba. Ba. Nghe mấy tiếng đập cửa sổ ba, trên tầng 3. Tầng 3. I want nobody but you. I want nobody but you. Bí giống quá nó. Khó khủ. Đang rảnh. Máu luôn. Ôi nó hậu dư. Quy đi berry cây đây. Trên nóc nhà. Rồi nãy anh đoán nó trên nóc em nhà. Ngoài nào. Rồi. Thôi Huy đi bê ra cây kiếm điểm đây. Thời gian nó không vô được cũng thua à. Nghe tiếng đu dây nha. Đừng quá cho đây, đây cửa sổ. Đó cửa sổ nha kìa. Rồi. The location has 15 seconds left. 10 seconds left. Fires in 10 seconds. This is a true level kill. 5 seconds to go. Đi chết liền. Ash không vô luôn. 5 thằng ọc vô team luôn. Độ má đéo không biết ai hết. Có đủ má sao bèo lẻ vậy? Má bèo thánh mà. Slash tuổi lồn. Ủa vừa mới thấy nó đứng đằng kia nó đu qua đây luôn á. Tập túi lột chạy ba ơi. Ai hiến máu dân gà trước rồi. Chắc có spawn kia. Chắc đứng canh me sải các kiểu rồi. Canh tiêu ai. Đây là nó đang vô điện thoại. Từ từ qua để thả drone cho coi. Check rồi đừng có spot. Check càng nhanh càng sớm càng tốt. Không thấy ai hết trơn. Còn Thang có người không? Không không, còn Thang có mil à. Nhưng mà nó có cái barricade rồi. Rồi bắn cục mil đó. Ông nào chọi xuyên qua cái shield này cái một cục thách chơi đó. Có quả D4 nha. Đó, cho mấy bạn coi tiếp nè. Ê, ủa ai đục lỗ này vậy? Nói rồi bà. Nói à. Thôi, béo đừng có đút cái đầu vô chỗ anh bắn. Nè, để em bắn cái chỗ này coi. Ê, bên đi kích. Hiếu, bắn bể siêu Hiếu, Hiếu. Thôi lộn, ai cầm ác bắn bể siêu đi. Ra. Đây để em ra để em viên. Bắn bể cái siêu. Rồi một người canh. Cầu hang có độ máy gì? Có điện máy xanh nha. Quăng quả bom lên chổng NV. Rồi sau đây có thằng cấp canh nè. Ủa ai cầm ở chết mọi ai cầm bom đi, nè. Hiếu cầm bom được không Hiếu? Đó lại đây ba lết. Lết lại cho tôi ba. Lết lại cho tôi bột. Tôi. Bom đâu. Đây sơ đặt đi đâu là. Cầm đi. Thôi thôi đục cái chỗ này đi thôi mày. Đục cái chỗ này thôi, bắn cục đó đi. Bắn cục bom kìa. Có điện. Rồi bắn rồi nè. Chạy rồi. Nó có cái lỗ ở đây nè. Rồi đặt cái anh canh nha. Đặt đi. Ơ, đụng má, lộn nút. Cái động vậy? Đặt đi anh canh nha. Đồ má. Huy cảm ơn mẹ tao đi Huy, tao giúp mẹ ăn đạn cho, giúp như là mẹ ăn đạn. Có chuyện chạy lên lẩu chạy xuống nha. Ôi chết mẹ. Anh canh đồ hàng à. Ôi canh đó đi. Không có. Ê đủ má, hết đạn. Má hết đạn, hai con C3 cắn nhau hại quá. Nãy mà anh giữ lâu cái là hai bên dĩa rồi.